Lên sáu con đi cách địa phương trời, biết có ngày nào con trở lại được sư mẹ già ra đứng ngóng mòn mỏi trông con đến bao giờ. Hết 6, 7, 1, 2. Ok, xin chào mừng toàn thể các bác quay trở lại kênh YouTube của Huyền Audio trong video ngày hôm nay nhé. Và tiếp tục tất cả các video thì ngay hôm nay cửa hàng em Huyền Audio lại chính thức về được cho toàn thể các bác, đó là dòng sản phẩm hàng chính hãng Việt KTV C200 Pro. Với dòng sản phẩm này thì thật sự các bác là em cũng không cần phải nói nhiều gì thêm nữa. Giờ vào đầu video thì rất mong sự ủng hộ các bác đi qua, vui vẻ ủng hộ cho cửa hàng em Huyền Audio một like nhá. Và đặc biệt các bác là vô tình thấy video trong ngày hôm nay thì các bác hãy nhớ ấn đăng ký kênh màu đỏ phía dưới và đồng thời bật chuông thông báo để cập nhật tất cả các video của cửa hàng bên em nhá. Rồi, ngay vào đầu video thì bên cửa hàng bên em cũng đã giới thiệu cho toàn thể các bác nghe được cái chất âm của cái dòng mic Việt KTV này. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên em thì cũng chỉ dùng đó là một cái chiếc vang cơ thôi. Chiếc vang cơ là ZA-FX3.9S nhá. Mà cái tiếng mic của dòng Việt KTV này thật sự các bác là nó xứng đáng đồng tiền bát gạo các bác bỏ ra. Và với một cái video ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên em sẽ báo giá ở giá cuối cùng cho toàn thể các bác. Và để cho anh em làm sao để có cái sản phẩm để các bác lựa chọn, để các bác chơi. Và tí nữa thì bên em sẽ giới thiệu cho toàn thể các bác về cái chi tiết của dòng mic này, nó chất lượng như thế nào các bác nhá. Rồi ok, thì trước mặt các bác đây thì với dòng sản phẩm mic Việt KTV C200 Pro, đây là một trong những dòng sản phẩm mic chính hãng nha các bác nhá. Và đặc biệt với dòng sản phẩm này thì đây nó có tem phiếu bảo hành sản phẩm này và tem hàng chính hãng này, đây các bác nhá. Và với cái dòng sản phẩm Việt KTV này thì nó không có hàng nhái ngoài thị trường, cho nên là tất cả anh em mua hàng của bên em thì hoàn toàn yên tâm, không có hàng nhái, ok chưa? Rồi ok các bác nhá. Thì em cùng các bác sẽ đi tìm hiểu về cái sản phẩm cũng như là cái dòng tai mic này. Với dòng sản phẩm tai mic này thì nó là dòng vỉ của nó là vỉ xanh các bác nhá. Vỉ xanh thì vỉ xanh đuôi chuột này các bác này. Vỉ xanh đuôi chuột, đây là một trong những dòng mic cực kỳ là chất lượng và cực kỳ là đẹp và rất hợp lý giá tiền cho toàn thể các bác, được xứng đáng đồng tiền bát gạo các bác đầu tư các bác nhá. Với dòng sản phẩm này thì trước mặt anh em đây thì các bác nhìn ở đây là một trong những dòng cảm mic cảm biến gia tốc 6 số tự ngắt. Ở đây là dòng mic cực kỳ là cao, đời rất là cao. Và trước mặt thì anh em cũng nhìn thấy rồi. Đây đây là vỏ thùng nha các bác nhá. Đây là vỏ hộp của bộ mic này, thiết kế rất là đẹp này. Đấy. Với dòng sản phẩm mic này thì ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên em lên giao lưu với toàn thể các bác thì em cũng đi giới thiệu sơ qua về cái dòng sản phẩm mic để cho toàn thể các bác nắm bắt được, đúng không ạ? Nắm bắt được về cái chất lượng của dòng mic. Ở phía đằng sau của dòng mic này thì nó có hai dâu anten này, hai dâu anten để thu sóng này và có hai lỗ hai giắc cắm calông và một giắc cắm 6 ly các bác nhá. Còn về chi tiết ở phía mặt đằng trước thì các bác cũng đã quan sát rồi. Đây đó là tem logo hiển thị là dòng sản phẩm mic Việt KTV C200 Pro. Và dòng này thì hai bên này thì nó đều có màn hình hiển thị cho hai vế mic nha các bác nhá, hai vế mic và IR này thì nó là mắt soi của tần số. Ok chưa các bác nhá? Rồi với một cái video thì em cũng ngay vào đầu video thì bên cửa hàng bên em cũng đã thử test lại cho toàn thể các bác cái chất âm của dòng sản phẩm mic Việt KTV này. Đây, hiện tại là bên em vẫn đang để tai mic đây. Em alo thử cho toàn thể các bác nhá. Lên 6712. Với dòng mic này thì nó ra đầy đủ cho chúng ta đó là ba giải, đều cả ba giải nhá. Giải bát này, giải trung này và giải tép, giải tép cao. Nó rất là sáng. Đây em xì thử cho toàn thể các bác này. 6712. Các bác biết rồi, với dòng sản phẩm
Minh này thì em cũng đã sử dụng, đó là một cái con vang Zia FX309S nha các bác nhá. Zia FX309S à, và các bác biết với dòng vang cơ này thì nó tầm thường lắm các bác ạ. Cho nên em không muốn sử dụng vang số, bởi vì sử dụng vang số thì nó sẽ tăng cái tiếng hay của chất của mic lên. Nhưng mà thật sự với một con vang cơ như thế này mà em sử dụng mà với một bộ mic mà tiếng nó đã hay như thế này rồi thì các bác hoàn toàn yên tâm. Và dòng này thì nó rất là hay, và đặc biệt à, con này dòng sản phẩm mic này thì nó cái chống hú của dòng mic thì nó quá là ok luôn cho toàn thể anh em nhá. Rồi em cũng báo giá luôn với dòng sản phẩm riêng à, dòng sản phẩm mic Việt KTV trong video ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên em sẽ xả hàng thanh lý cho toàn thể các bác này, 5 bộ duy nhất này, chỉ có 5 bộ nhá, với cái giá này, một cái giá cực kỳ tốt trong video ngày hôm nay này, 1.800.000 bao ship cho toàn thể các bác, được chưa? À quên, em xin lỗi nhá, 2.800.000, 2.800.000 với cái giá cực kỳ tốt trong video ngày hôm nay. Mic Việt KTV C200 Pro 2.800.000, một cái giá cực kỳ tốt. Bây giờ các bác mua cái dòng sản phẩm mic bãi trên thị trường, kể cả nó không chất lượng bằng như này nhưng mà đã tới 2.500.000 rồi, nhưng các bác chả có lý do gì, tội gì các bác đầu tư, không tội gì các bác đầu tư với cái giá 2.800.000 thêm 300.000 nữa thì các bác đã sở hữu được một bộ mic Việt KTV C200 Pro này. Rồi kết thúc video tại đây, thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo của bên em. Một lần nữa cảm ơn toàn thể các bác đã chú ý theo dõi nhá.